Việc cách Chao Hari, chồng Ấn Độ của Võ Hạ Trâm, từ quá khứ nghèo khó đến đại gia tại Việt Nam. Thường được gọi với danh xưng chồng đại gia của Võ Hạ Trâm, thế nhưng ít ai biết Vikash từng có quá khứ khó khăn tại Ấn Độ. Vừa qua, nam doanh nhân gây chú ý khi tài trợ 5 tỷ cho vợ quay MV. Mới đây, Võ Hạ Trâm bật khóc trước công chúng khi tiết lộ ông xã là người hỗ trợ tài chính để thực hiện ước mơ làm MV ca nhạc quay tại Ấn Độ. Nữ ca sĩ cho biết chi phí để thực hiện lên đến 5 tỷ đồng. Võ Hạ Trâm đích thân chia sẻ với người hâm mộ, ngày xưa Trâm phải đếm từng đồng từng cắc để làm dự án mà vẫn bị giới hạn bởi mặt tiền bạc. Mình muốn bung xõa rất nhiều nhưng mình không đủ tiền nên phải cắt bớt nhiều thứ. Đến thời điểm hiện tại, con số 5 tỷ là hành trình cố gắng làm việc và dành dụm của ông xã và Trâm trong suốt một thời gian dài. Đó là điều Trâm cảm thấy tự hào trong sự nghiệp của mình, vì đây là ước mơ mà Trâm đã thực hiện được sau mười mấy năm làm nghề. Không phải khoe khoang đây là dự án đắt tiền nhất mà Trâm muốn khoe hành trình Trâm phải tích góp và ông xã phải cố gắng từng ngày vì dự án lần này. Ngay lập tức, danh tính chồng Ấn Độ của Võ Hạ Trâm khiến nhân tình quan tâm. Ông xã của nữ ca sĩ tên Vikash Chowdhury hơn vợ 12 tuổi, nhưng có vẻ ngoài phong độ và lịch lãm. Vikash Chowdhury là chủ tịch của một công ty trong lĩnh vực đá hoa cương. Anh sinh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vikash Chowdhury, một tay xây dựng sự nghiệp, từng gặp thất bại nhưng đã vượt qua và thành công như hiện tại. Được gọi với danh xưng chồng đại gia của Võ Hạ Trâm, thế nhưng theo chia sẻ của nữ ca sĩ, Vikash từng có quá khứ khó khăn tại Ấn Độ. Từ khi còn nhỏ tuổi, gia đình nam doanh nhân phải trải qua nhiều biến cố, khiến Vikash phải trở thành trụ cột trong gia đình. Quyết định sang Việt Nam làm việc khi tuổi còn trẻ, Vikash trải qua nhiều thất bại mới có thể có được những thành tựu như ngày hôm nay. Dù có khối tài sản không nhỏ nhưng chồng của Võ Hạ Trâm ăn mặc sinh hoạt rất giản dị. Võ Hạ Trâm nhiều lần khoe chồng là người tâm lý, sẵn sàng hỗ trợ công việc gia đình và chăm sóc con nhỏ sau giờ làm việc. Không làm việc trong làng giải trí, tuy nhiên chồng Võ Hạ Trâm thấu hiểu và ủng hộ đam mê của bà xã. Vikash Chowdhury không ngại khó khăn để đồng hành cùng vợ. Nữ ca sĩ chia sẻ, không quan tâm để vợ ở Ấn quán xuyến, anh đã bay từ Ý về Ấn để đồng hành cùng Trâm trong chuyến đi hơn 10 ngày, bỏ công ăn chuyện làm ở Việt Nam vì vợ luôn. Mình gọi anh là người chồng đa di năng khi vừa là tài xế, phiên dịch hậu cần, thậm chí là trợ lý xách đồ cho vợ luôn. Võ Hạ Trâm từng tiết lộ được chồng tặng nhẫn kim cương vào kỷ niệm ngày cưới. Ông chồng hỏi em muốn mua điện thoại mới không, tôi nói không, điện thoại còn xài được. Ông hỏi tiếp vậy em thích gì, tôi nhẹ nhàng kim cương, ông kêu ok đi mua. Trời đất ơi, thời em tới rồi nha quý vị, để tối nay đi chọn hộp nào to cỡ hộp đậu phộng, chứ ông mà chọn cỡ hộp é là xong phim với em. Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Vikash và Võ Hạ Trâm đã quen nhau từ một năm trước khi tiến đến hôn nhân. Võ Hạ Trâm chia sẻ, trong suốt thời gian hẹn hò, tôi luôn giấu kín vì rất sợ mang tiếng PR. Tuy nhiên với một mối quan hệ đã xác định lâu dài, đủ niềm tin từ cả hai phía, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn cần được công bố. Thời điểm đó, cô trải qua nhiều mất mát trong tình cảm nên không mặn mà với việc hẹn hò. Sau một khoảng thời gian, bạn trai người Ấn Độ thay đổi suy nghĩ của Võ Hạ Trâm bằng sự chân thành. Hạ Trâm cho biết Vikash Chowdhury là người biết quan tâm cô và cả gia đình. Anh là một người có bản lĩnh, từng có sự nghiệp và mất đi làm lại từ hai bàn tay trắng. Võ Hạ Trâm cho hay, anh như là người mà ông trời sắp đặt để bù đắp cho tôi sau nhiều thăng trầm. Anh cũng trải qua nhiều khó khăn, từng có tất cả và cũng mất tất cả, phải làm lại từ đầu khi tuổi không còn trẻ. Vì thế, chúng tôi đồng cảm và chia sẻ được với nhau. Từ ngày yêu anh, tôi như tìm được chỗ dựa tinh thần. Nữ ca sĩ và chồng gặp nhau trong một buổi tiệc của người bạn thân. Khi ấy, cô đã bị thu hút bởi sự bản lĩnh chững chạc của người đối diện. Cả hai tiến đến đám cưới sau một năm tìm hiểu. Không chỉ giỏi việc kinh doanh, Vikash còn là người từng trải trong cuộc sống. Dù hơn vợ 12 tuổi, nam doanh nhân luôn biết cách dung hòa, không để vấn đề chênh lệch tuổi tác ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng. Bên cạnh đó, sống cùng bà xã tại Việt Nam, nam doanh nhân cũng tự trau dồi tiếng Việt để tiện trong việc giao tiếp với gia đình cô. Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Võ Hạ Trâm cho biết giữa cô và chồng không có nhiều sự khác biệt về văn hóa. Cả người Việt và người Ấn đều tình cảm, tôn trọng các giá trị tinh thần, hướng về gia đình nên cả hai dễ dung hòa khi sống chung. Do tính chất công việc chồng đi làm cả ngày, Võ Hạ Trâm lại đi hát buổi tối, họ không có nhiều thời gian bên nhau nên cả hai thỏa thuận dành ngày chủ nhật cho gia đình. Nam doanh nhân thường hướng dẫn vợ làm các món Ấn Độ, qua đó để cô hiểu hơn về nét văn hóa, phong tục tập quán của quê hương chồng. Trong dịp nghỉ lễ dài hạn, anh cũng sắp xếp thời gian đưa vợ về nước thăm gia đình. Theo Võ Hạ Trâm, Vikash là người rất vui tính, luôn pha trò và mang lại tiếng cười cho ngôi nhà nhỏ. Anh chịu khó lắng nghe những khó khăn công việc của vợ, từ đó đưa ra giải pháp hiệu quả. Mỗi khi có khúc mắc hay mâu thuẫn, cả hai chọn cách ngồi xuống và nói chuyện rõ ràng với nhau. Dù bận rộn, Vikash vẫn sẵn sàng giúp vợ làm việc nhà. Với anh đó là sự san sẻ trách nhiệm và tạo cơ hội để mình và vợ gắn kết nhiều hơn. Ngoài giới thiệu cho vợ nét văn hóa của người Ấn, Vikash còn chỉ vợ cách tập yoga. Vợ chồng anh thường dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày để tập luyện giữ gìn sức khỏe. Không chỉ có sự nghiệp đầy viên mãn, Võ Hạ Trâm còn được khán giả vô cùng ngưỡng mộ khi nữ ca sĩ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Ấn Độ cùng cô con gái nhỏ đáng yêu kháu khỉnh. Võ Hạ Trâm chia sẻ chính tình yêu của ông xã và gia đình đã giúp cô thăng hoa trong âm nhạc. Ngoài ra, Võ Hạ Trâm cho biết cô không chỉ có chồng là hậu phương vững chắc, chiều chuộng mà còn nhận được sự ủng hộ của nhiều người thân khác như mẹ chồng.